Ukraine đang chế tạo bom in 3D, nhằm tự cung cấp đủ vũ khí cho cuộc chiến chống lại quân đội Nga. Tạp chí The Economist, Anh, mới đây, đã liên lạc với một số nhóm nghiệp dư tham gia vào nhiệm vụ chế tạo bom, và cho hay Ukraine đã chuyển sang sử dụng hàng loạt bom in 3D trong bối cảnh thiếu vũ khí và đạn dược. Báo cáo cho biết một nhóm chế tạo bom in 3D đã sản xuất hơn 30.000 quả trong 4 tháng qua. Người lãnh đạo của nhóm, được gọi là SWAT, tiết lộ tốc độ sản xuất đang tăng lên. Một nhóm khác chuyên sản xuất vỏ bọc cho loại bom in 3D nặng 800 gram này cho biết họ đang chế tạo khoảng 1.000 sản phẩm mỗi tuần. Phía quân đội Ukraine muốn đẩy mạnh tốc độ sản xuất lên 1.500 vỏ mỗi ngày. Các vỏ in 3D sau đó sẽ được chuyển đến một cơ sở khác để nhồi chất nổ C4. Liova, một nhà sản xuất vũ khí nghiệp dư có trụ sở tại Kiev, cho biết những quả bom này được đặt tên là dây cai, có nghĩa là con thỏ, và có khả năng cắt xuyên qua những tấm ván gỗ dễ dàng như cắt bơ. Ông cũng mô tả chúng có sức sát thương cao hơn lựu đạn truyền thống. Trong nhóm chế tạo khác, họ sử dụng máy in 3D, có giá khoảng 1.200 đô la Mỹ để sản xuất các bộ phận cho một quả bom cao 27cm với giá chưa đến 3,85 đô la Mỹ. Những quả bom in 3D cỡ lớn hơn cũng được cho là đang được sử dụng tại chiến trường Ukraine. Báo cáo của The Economist được đưa ra sau khi tờ Washington Post đưa tin vào tháng 4 rằng người Ukraine đang sử dụng máy in 3D để chế tạo vũ khí. Và Kiev cũng đã sử dụng các loại vũ khí tự chế khác, chẳng hạn như những chiếc xe bán tải, đã được hoán cải làm bệ phóng chống tăng, khi nước này cố gắng bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Ukraine đã báo cáo tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các đồng minh Mỹ và châu Âu cho biết, họ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu của Kiev. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.